Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên năm loại mắt thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên năm loại mắt vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên sáu phép thần thông thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên sáu phép thần thông vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên mười được Phật thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên mười được Phật thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên mười lực Phật vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên pháp không quên mất thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên pháp không quên mất vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tánh luôn luôn xả vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên trí nhất thiết vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà La Ni thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Đà La Ni vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì ngã vô sở hữu nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa vô sở hữu là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên quả dự lưu thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả dự lưu thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả dự lưu là không là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên quả nhất lai bất hoàn A-la-hán thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả nhất lai bất hoàn A-la-hán thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là không là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên quả vị độc giác thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì tự tướng của ngã là không nên tự tướng của quả vị độc giác là không là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh.
Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ Tát thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì tự tướng của ngã là không, nên tự tướng của tất cả hạnh đại Bồ Tát là không, là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh, nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tự tướng của ngã là không, nên tự tướng của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật là không, là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói là vì ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì ngã vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri nên trí nhất thiết trí vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vô nhị thanh tịnh nên vô đắc vô quán. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vô nhị thanh tịnh nên vô đắc vô quán là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì không nhiễm tịnh nên rốt ráo thanh tịnh. Lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên sắc không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thọ tưởng hành thức không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thọ tưởng hành thức không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhãn xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thanh hương vị xúc pháp xứ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thanh hương vị xúc pháp xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên nhãn giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhãn giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh?
Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên tỷ giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên tỷ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên hương giới cho đến các thọ, do tỷ xúc làm duyên sinh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên thiệt giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên thiệt giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới, nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên thân giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên thân giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên giới, là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên ý giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên ý giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới, là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên địa giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên địa giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên thủy hỏa phong không thức giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên thủy hỏa phong không thức giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên vô minh không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên vô minh không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên bố thí ba la mật đa không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên bố thí ba la mật đa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh.
Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên tịnh giới cho đến bát nhã, ba la mật đa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên pháp không nội không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên pháp không nội không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh, không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên pháp không ngoại cho đến pháp không, không tánh, tự tánh, không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên chân như không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên chân như không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên pháp giới, cho đến cảnh giới bất tư nghỉ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên thánh đế khổ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên thánh đế khổ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên thánh đế tập diệt đạo không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên thánh đế tập diệt đạo không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên bốn tịnh lự không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên bốn tịnh lự không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên tám giải thoát không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên tám giải thoát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới, nên bốn niệm trụ không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới, nên bốn niệm trụ không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không, nên rốt ráo thanh tịnh.
Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát không không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát không không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên mười địa Bồ Tát không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên mười địa Bồ Tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên năm loại mắt không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên năm loại mắt không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên sáu phép thần thông không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên sáu phép thần thông không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên mười lực Phật không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên mười lực Phật không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên pháp không quên mất không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp không quên mất không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tánh luôn luôn xả không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trí nhất thiết không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đà La Ni không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Đà La Ni không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn Tam Ma Địa không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn,
Vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên tất cả pháp môn tam ma địa không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả dự lưu không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên quả dự lưu không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả Nhất Lai bất hoàn A-la-hán không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên quả Nhất Lai bất hoàn A-la-hán không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả vị độc giác không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên quả vị độc giác không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồ Tát không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên tất cả hạnh đại Bồ Tát không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói, vì ngã không biên giới nên quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không biên giới là rốt ráo thanh tịnh. Này thiện hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Lúc bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát có khả năng hiểu biết như vậy thì đó là đại Bồ Tát Bát Nhã Ba La Mật Đa.